Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với phim Lam một thể icon. Ông này có chỉ số tổng quát ở vị trí RB/LB là 109. CDM cũng là 109. RMCM sẽ là 108. Ok. Thông số thể hình thì có là 1m70, 65 cân và thể hình nhỏ 2 chân 5 năm. Quá đẹp, 2 chân 5 năm là đẹp lắm rồi. 3 sao kỹ thuật cá nhân. Đúng rồi, nếu mà 2 chân 5 năm này anh em hoàn toàn có thể xếp hai cánh. Nhưng mà mình mong chờ ở ông Phím Lam này là phong cách chơi của một ông nó giống ông Kim Mix anh em. Nếu mà đá được thì Kim Mix thì rất là ok, vì thực ra Kim Mix cũng không có thể hình đẹp. Không phải là thể hình đẹp nhưng mà cái chỉ số tổng quát lại rất cao. Ông này đã đạt 3.200 chỉ số tổng quát. Nhìn cái tổng quát ở dưới màu vàng Đúng rồi, này đúng là rồi. nó tròn hết cả tất cả cái Đúng rồi, anh em cái nhìn cái hình hình gì đấy nhỉ? Đây gọi là hình lục giác, hình lục giác về các góc cạnh của tổng quan của một cầu thủ thì ông này rất là đều. đều hết luôn, cái hình nó Cực tròn kỳ khoe đều luôn. luôn. Hầu hết các chỉ số thì đều đạt ngưỡng trên 100 hết. Đá có cái điểm gì nó thọt gì, có mỗi cái sút. Thì trừ đi 2 điểm đó là đánh đầu 93 với lại dứt điểm 91, còn tất cả các chỉ số thành phần của ông này đều trên 100 hết. Rất là toàn diện. Anh em có thể thấy là cũng na ná một con hàng đấy là Kim Mix luôn. Cũng có thể anh em có thể thấy là ngoài đời thì Kim Mix cũng được gọi là Phím Lam đệ nhị. Thì mình cũng mong là Phím Lam thể hiện trên sân nó cũng lối đá tương đồng với Kim Mix thì có thể sử dụng nhiều vị trí trên sân. Những chỉ số đặc trưng mà đẹp đẹp đó là thể lực, tốc độ. Hầu hết là những cái điểm mà phòng ngự về phòng ngự phản Phản ứng cũng rất bóng, là cao này, phản phản ứng bóng 111 này, thăng bằng 116 này, tạt bóng cũng rất là cao, tạt bóng cao, 112. bình tĩnh 110, Ờ. thoát pressing rất hay. Ngoài ra thì chúng ta có chỉ số ẩn đó là soạc bóng, tạt bóng sớm, kiến tạo, thánh chuyền bóng và nỗ lực đến cùng. Kinh nhỉ, có quả tạt bóng sớm được Chỉ thánh số chuyền này bóng. thì chỉ số này thì đá cánh rất là hợp anh em. Hoặc anh em cũng có thể đá CDM. Cánh và CDM là hai vị trí nếu mà tối ưu cho thời điểm hiện tại nếu mà anh em sử dụng một con icon. Bây giờ mà bác hôm nay mà đá RB LB Đúng rồi, phí lắm. 25 lương liền. Ok, bây giờ thì sẽ cùng xem ông quân trai ông test như thế nào nhá anh em nhé. Rất mong cần những quả tạ các thứ nữa. Và kiến tạo. Chưa, đang thiếu hàng em này, bèo bọt sao được. Đã ra hàng hết đâu. Người ta còn đặt là còn lên giá mà. Ông ấy test vị trí RM chứ anh em. Khéo nha. Bóng biết dây bóng mượt rồi. Kéo đấy. Bóng không chân. Ui. Ui, vọt xa kìa. Không nhìn cái mặt kia xem có đẹp trai không. Chưa tí nữa ghi bàn thì gì cho đẹp. Bé Thể hình bé đấy rồi, chỉ được cái có là nếu mà tốc độ tốt này dướn lên là tốt hơn rồi. thì có đi được những con kiểu thể hình trung bình mà nhỏ ấy. Và ông này cũng không dứa, anh nghĩ là không không đi đâu. Ông này là kiểu dướn đấy, dướn nhờ tốc độ cao hơn đấy. Với lại lì lì đòn đấy. Cắt bóng khôn. Quăng Lim đán. chân ZD. Trong game có kiểu đứng yên xong quăng chân rất nguy hiểm nhé. Có Ui, hiểm thế. lại ông Lam này trong mặc áo góc nhung à? Ok, What the hell? Đùa tôi à? Thọc cái chân vào nhìn buồn cười. là chân ngắn. Nhìn giống kiểu can tê đi lùa bóng ấy. Ừ.
Lam tốc độ của Lam quá quá rồi, đặt thôi. Ta không không cong lắm nhỉ, không cong không cong. Ui ui con này ZD kinh ở 255 mà. Ờ nhưng mà nói chung là ZD như này là hay còn gì nữa. Ui sao ZD ảo thế, ui chạy vượt tốc nhanh vết đấy chứ. Ui ui tạt nhỉ, ui à đóng góc gần, đi đi góc gần. Nhìn chung là con này dứt điểm nhưng còn cấm thì chắc không hay. Chạy chỗ thoáng chạy chạy ở, nếu mà đá cánh thì thoát người cũng hay phết đấy nhé. Đổ đều vậy cơ mà. Anh em chờ xíu nhé, xem xong rồi trả lời cụ thể nhé, anh em mời. Ui chung tốc độ kìa. Đóng luôn á. Quá nhở. Ôi trời ơi. Lâu này còn thấy một ổn hơn cả ông Everbeck nãy. Người hơi bé kẹo. Thì đá kiểu đúng kiểu bé kẹo mà. Mặt giống ấy chứ. Thì icon nó phải làm in game chuẩn nha em. Giật đề. Ui, được nha. Giật đề kinh thế nhở. Giật đề tốt nhở. Ui giật đề mấy quả mà nhìn dị thế. Nhưng mà anh ấy đang có góc rộng với lại không bị bắt bắt kỹ ấy. Này là ngon quá rồi. Ừ, thì anh mới bảo con này toàn diện mà. Khác gì kiếm mic đâu, kiếm mic cũng như vậy. Có nỗ lực đến cùng. Lì phết. Anh làm. Nè, ZD kìa. Ôi, điên à. Sao anh làm này anh ZD kinh thế. Vãi thật. Rất tên với quả. Sợ thật. Đi bóng tính chân. Đi bóng giống kiểu Iniesta vậy. Nãy giờ toàn ăn ZD không ấy. Vãi thật. Tốc độ tốt phết nhỉ. Đẩy tốc. Phim làm như này là ngon rồi, đáng để trải nghiệm đấy, nhìn đáng. Ui. Hết lực rồi mà ông vẫn chạy băng băng băng. Tốc độ tốt nhỉ, tốc độ nhanh, thoát người nhanh, dây bóng dính chân. Ui. Nãy giờ ông ấy chưa test tạp nhiều, toàn bó vào ZD với lại đóng rồi. Khéo nhỉ. Đi bóng khéo quá, đi bóng khéo. Ông bà đã làm trong bùn thần thì sợ. À chà. Đang có đang ở vị trí bờ đúng không? Ừ. Ai à? Chuyển dài. Có thay chuyển bóng không? Quả này QW sao nhỉ? À chà, đỡ bóng cũng ngọt. Ui. Ông người toàn rất đê không? Anh em chờ xíu trả lời một thể nha anh em ơi. Không trả lời người đang xem để hơi mất tập trung. Ui. Ui, tạt. Tốt nha. Thằng đánh đầu gọi là ảo. Lắc quả đầu ngược. Đánh đầu quả đấy vào được gọi là
ngao ngao đi bóng kìa, đi bóng đánh chân ui, nhưng mà nhìn chung vẫn bị đẩy mấy quả, thể hình nó bé hơn mà. Nói chung là bị đi là coi như là mất. Đấy, đang đá với CDM rồi đấy. Ừ. Bó ở giữa rồi đấy. Ông này ZD hay thế. ZD kìa. Điên thử rồi. Nãy giờ toàn ăn mấy quả bàn ZD, tạt thì không có nhiều. Lại ZD thì ở đợi sút. Ui, tốt nhỉ, đóng ở góc gần kìa. Còn làm thì không hay thế. Làm phải hay hơn sự kỳ vọng của mình. Tạt ngon phết đấy chứ. 2/5 thì tạt ngược tạt xuôi thì đều được cả. Wow. Tốt nhỉ, lại ZA kìa. Mấy con chuyển hay dùng ZA rất là hợp nhé. Ui, ui. Khó. Có thể gọi là đi gọi là đu bám ấy cũng được nhưng mà không tỉ lại mấy ông này. Gặp cả anh đu béo rồi. Ui. Anh thấy ZD tốc độ cao hơi khó. Sút bóng với ZD tốc độ cao hơi khó, ông này đi đi bộ với lại sút thì có vẻ cũng đỡ hơn. Đấy em thấy không? Những quả mà đi bộ nhá. Đi bộ nó hiểm hóc hơn nhiều so với việc mà đang đẩy tốc độ cao ấy. Khó lắm. Tốc độ cao anh thấy chỉ có may ra có Gera với lại Lampard nhỉ. Mấy con đẩy tốc xong bắn. Lực tốt phết đấy chứ. Ui, con này hay hơn được kỳ vọng của mình. Không nghĩ là ông lại sút hay vậy. Mấy quả ZD. Làm rồi. Đang đá DM đúng không? Hết thể lực rồi sao con Lam ông chạy chạy nhiều rồi thành lúc nào trong khi chạy hết thể lực nhỉ? Chắc là dí chạy lên công nhiều. Chắc dí chạy nhiều để thử và nỗ lực đến cùng ạ. Chân ngắn quá. Chân ngắn quá khác. Được cái kiểu đeo bám dai. Ừ. Ok, về cơ bản thì mình thấy là Philip Lam đã ngon hơn kỳ vọng, đã ngon hơn kỳ vọng của anh em mình. Nói chung là tốc độ các thứ thì rất là ok. Em nào ngon thế? Còn gì nữa nhỉ? Philip Lam có cái tốc độ khá là ngon này. Sút xa thì mình nghĩ là nằm ngoài cái suy nghĩ của anh em mình. Sút xoáy thì có 102. Mà xuất xa 107. Nhưng mà thực sự là ông này ZD rất là ảo. Ảo vãi nồi ra. Bóng đi kiểu dạng nó cứ tầm tầm tà 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 ấy, nó không căng quá đâu. Nhưng mà nó lại kiểu dạng nó cứ hiểm đấy nhỉ. Anh thấy mấy quả ZD rất là hiểm. Ngoài ra thì ông này tạt bóng cũng ok. Nhưng mà không tạt bóng lại không được như mình nghĩ lắm. Hoặc là có thể là ông này test chưa nhiều, hoặc là bên trong cầu thủ nó chưa tốt. Và có cái nữa là thánh chuyền bóng cũng ok này, chuyền mấy quả QF lưu các thứ nhìn cũng mượt, kiến tạo được. Còn kiến tạo hay. Còn đáng để kỳ vọng đấy. Đáng, nói chung là ông này đáng để xem về Việt Nam xem kỹ hơn thế nào. Đáng để được. Còn cái phần tranh chấp các thứ thì anh em cũng xác định là với cái thể hình thể chất này thì nếu mà anh em bác đấm nhau thì không ăn thua rồi, chỉ có thể là đá gọi là đá trì hơn thôi. Chỉ hơn với đối thủ thì vượt lên để cướp được bóng thôi. Còn chân cũng ngắn, mấy quả tắc bóng trông cũng hơi khổ. Cao 1m70 đã 65 cân, thể hình thể chất còn không bằng mình. Đúng rồi. Về cơ bản là như vậy.